tin được không mọi người? Đây, những cái trái bưởi này của vườn bưởi này tầm khoảng 30 tấn. Đây là một vườn bưởi, một trong rất nhiều cái vườn bưởi ở khu vực sông Rây này mà mình không biết bao nhiêu mà nói. Tại vì đại đa số là người dân ở đây là trồng bưởi. Tin được không? Tất cả những cái vườn, những cái trái bưởi mà các bạn đang thấy nè là chuẩn bị hái xuống và đem vứt đi. Bởi vì không có thương lái, không có thương lái mua, mà có mua thì cũng rất là rẻ nha. Trái còn y nguyên, chưa hề được hái một ít nào hết. Đấy. Rất nhiều. Cái vườn bưởi này mình bây giờ mình quay là ở phía ngoài đường nha, còn nó rất sâu ở trong kia mấy hecta nha. Đó, đây là một trong rất nhiều vườn bưởi ở khu vực sông Rây này vì cái tình trạng này, trái xung xuê được mùa nhưng mà phải nói là không được giá luôn, chứ không phải nói là được mùa mà không được miếng giá nào luôn. Bây giờ hái xuống là mình cũng phải bỏ công là chở đi nơi khác mình vứt luôn mà, chứ mình cũng không thể vứt được ở tại vườn nữa. Thì nghe nói là nó sẽ tạo nấm bệnh cây, cho nên tốn chi phí chở đi chỗ khác nữa, tốn chi phí, tốn nhân lực. Bây giờ mình quay mình cũng không biết là có thấy rõ không, tại vì mình đứng đây là ngược sáng nè. Những cái cây bưởi không thể tin được, đáng lẽ trái như này mà được mùa thì hay biết bao nhiêu. Quá nhiều, nhưng mà vài ngày nữa là mình nghe nói là vài ngày nữa là phải tọt xuống hết. Mà cái này nó cũng ấy rồi, nó nặng quá rồi, nó rụng đầy gốc, không ai ăn luôn như vậy, tại vì nhiều quá đâu ăn nổi, bán cũng không được, ăn cũng không xong. Đây là một cái vườn, mình sẽ đi ra ngoài kia, bây giờ mình tạm dừng ở đây một cái, mình đi ra ngoài kia mình sẽ cho các bạn thấy được hàng loạt vườn ở ngoài kia nữa. Mà ở khu vực cái con đường này thôi nha các bạn, còn rất nhiều nữa, rất nhiều. Phải nói là phải theo mình thấy chắc cũng phải hàng trăm hàng ngàn tấn nữa mà. Thì một vườn như vậy là khoảng 30-40 tấn, chứ một con đường này không là mình thấy là đã cả trăm, hơn trăm tấn rồi.